Hôm nay ngày 1 tháng 8 năm 2019, thứ năm tuần thứ 17 mùa thường niên. Bài trích sách xuất hành. Trong những ngày ấy, Môsê thi hành tất cả những điều Chúa đã truyền dạy. Vậy ngày mùng 1 tháng Giêng năm thứ hai đã dựng nhà xếp xong. Ông Môsê đã dựng nhà xếp, lắp ván, đặt trụ, xà ngang và dựng cột. Rồi căn mái nhà xếp và màn che trên mái như Chúa đã truyền dạy. Ông đặt bia chứng từ vào hòm, xỏ đòn khiêng vào hai bên và để tòa phán dạy trên hòm. Khi đã rước hòm bia vào nhà xếp, ông treo màn trước hòm để hoàn tất lời Chúa đã truyền dạy. Sau khi mọi việc đã hoàn tất, thì có một đám mây bao phủ nhà xếp chứng từ và vinh quang của Chúa tràn ngập nhà xếp. Vì mây che phủ nhà xếp và uy linh Chúa sáng rực trong nhà, nên ông Môsê không thể vào trong nhà giao ước vì có đám mây che phủ mọi sự. Hễ mây lên khỏi nhà xếp thì con cái Israel kéo nhau đi từng đám, còn khi mây che phủ nhà xếp thì họ ở lại tại chỗ. Vì ban ngày đám mây của Chúa che phủ nhà xếp và ban đêm có lửa trong mây, nên toàn dân Israel trông thấy suốt thời gian xuất hành của họ. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Ôi Chúa thiên binh, khả ái thay cung điện của Ngài. Linh hồn con khát khao và mòn mỏi mong vào hành lang nhà Đức Thiên Chúa. Tâm thần và thể xác con hoan hỷ tìm đến cùng Thiên Chúa trường sinh. Ôi Chúa thiên binh, khả ai thay cung điện của Ngài. Đến như chim sẻ còn kiếm được nhà, và chim nhang tìm ra tổ ấm để làm nơi ấp ủ con mình. Cạnh bàn thờ Chúa, ôi Chúa là Thiên Chúa thiên binh. Ôi Đại Vương là Thiên Chúa của con. Ôi Chúa thiên binh, khả ai thay cung điện của Ngài. Ôi Thiên Chúa, phục đức ai ngủ nơi nhà Chúa. Họ sẽ khen ngợi Chúa tới muôn đời. Phục thay người Chúa con nâng đỡ, họ tiến lên ngày càng thêm hăng hai. Ôi Chúa thiên binh, khả ai thay cung điện của Ngài. Thực một ngày sống trong hành lang nhà Chúa, đáng quý hơn ngàn ngày ở nơi đâu kha. Con ưa đứng nơi ngưỡng cửa nhà Chúa hơn là cư ngụ trong lều bọn ác nhân. Ôi Chúa thiên binh, khả ai thay cung điện của Ngài. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: nước trời lại giống như lưới thả dưới biển, bắt được mọi thứ cá, lưới đầy người ta kéo lên bãi, rồi ngồi đó mà lựa chọn. Cá tốt thì bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng như vậy. Các thiên thần sẽ đến mà tách biệt kẻ dữ ra khỏi người lành, rồi ném những kẻ dữ vào lò lửa. Ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Các người có hiểu những điều đó không? Họ thưa, có. Người liền bảo họ, bởi thế, những thầy thông giáo am tường về nước trời cũng giống như chủ nhà kia hay lợi dụng những cái cũ mới trong kho mình. Khi Chúa Giêsu phán các dụ ngôn đó xong, thì người rời khỏi nơi ấy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
suy niệm, như chiếc lưới quăng xuống biển, bắt được mọi thứ cá, Thiên Chúa cũng quăng lưới tình yêu ra và chụp vào mọi người. Không ai bị loại ra khỏi vòng yêu thương của Thiên Chúa. Thế nhưng Chúa chỉ lượm cá thốt. Thiên Chúa chỉ đón nhận những ai muốn được Thiên Chúa biến đổi và làm cho ra tốt. Còn những ai chối bỏ thì sẽ ở ngoài vòng dây yêu thương và bất hạnh muôn đời. Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, chúng con rất hèn mọn tội lỗi. Thế nhưng chúng con tin thật, Chúa vẫn yêu thương đón nhận chúng con. Điều quan trọng là chúng con có chấp nhận để Chúa biến đổi và cứu chúng con không? Chúa muốn cứu chúng con, nhưng Chúa không cứu được nếu chúng con không muốn. Xin Chúa giúp chúng con biết sử dụng tự do đúng mức để chúng con luôn ở trong vòng tay yêu thương của Chúa. Amen. Trích trong Tin Mừng và Suy Niệm Hàng Ngày. Bài giảng của vị giáo trưởng. Trong một thị trấn nhỏ bên Liên Xô, một số người Do Thái đang chờ đón vị giáo trưởng của họ. Đã lâu lắm, cộng đoàn của họ không có người lãnh đạo. Vị giáo trưởng lại cư ngụ trong một thành phố khác. Ông chỉ đến thăm cộng đoàn nhỏ bé này mỗi năm một lần. Ai ai cũng náo nức được gặp con người thánh thiện nổi tiếng này. Mọi người chuẩn bị những câu hỏi mà họ sẽ lần lượt nêu lên để xin vị giáo trưởng giải đáp. Khi ông đến nơi, sự căng thẳng càng hiện lên trên nét mặt của nhiều người. Ai cũng đang trong tư thế giơ tay để đặt câu hỏi. Nhưng khi mọi người đã an tọa trong phòng họp, vị giáo trưởng không nói lời nào. Ông đưa mắt nhìn mọi người. Một hồi lâu, ông bỗng ngân nga một điệu nhạc. Mọi người đều bắt chước làm theo. Vị giáo trưởng lại cất tiếng hát lên một bài ca quen thuộc. Mọi người cũng hát theo ông. Mọi người tưởng nghi thức mở đầu ấy sẽ chấm dứt và vị giáo trưởng sẽ nói lên những lời vàng ngọc. Nhưng không, trái với sự chờ đợi của mọi người, hết bài ca này đến bài ca khác, ông không ngừng bắt lên những bài ca mới. Khi các bài ca vừa dứt, ông bước xuống khỏi bục giảng và bắt đầu nhảy múa. Ông vừa nhảy vừa vỗ tay, không mấy chốc cả cử tọa cũng bước ra khỏi ghế và nhảy theo ông. Tiếng vỗ tay, tiếng hát, tiếng nhịp chân lôi kéo mọi người vào điệu múa, khiến họ không còn nhớ đến những câu hỏi mà họ đã chuẩn bị từ mấy hôm trước. Cả cộng đoàn hòa nhịp với nhau trong đôi chân, cùng nắm tay nhau, cùng khăng khít với nhau trong phấn khởi, vui tươi, cảm thông, hiệp nhất. Khi các điệu vũ đã chấm dứt, mọi người trở về chỗ ngồi của mình. Lúc bấy giờ, vị giáo trưởng mới lên tiếng nói và ông chỉ nói có vỏn vẹn một câu ngắn ngủi như sau: Tôi tin chắc rằng tôi đã trả lời cho mọi thắc mắc của anh chị em. Cô đơn là nguyên nhân gây ra mọi thứ xáo trộn, bệnh tật trong chúng ta. Cô đơn đưa chúng ta đến sầu muộn đưa chúng ta đến nổi loạn đưa chúng ta đến tội ác. Có những người bị người khác đày đọa cô đơn, nhưng cũng không thiếu những người tự giam hãm vào cô đơn. Nhưng đày đọa kẻ khác vào cô đơn cũng có nghĩa là cắt đứt bước đi một sợi dây liên kết, là tiến dần đến chỗ cô đơn. Để ra khỏi cô đơn, liều thuốc duy nhất chính là làm cho người khác bớt cô đơn. Một tiếng hát vui tươi cất lên để mời gọi mọi người cùng hát với mình. Một tiếng vỗ tay tung ra để mời mọi người cùng phấn khởi với mình. Một nhịp bước đưa ra để mời gọi mọi người cùng nhảy múa với mình. Khi hòa nhịp với nhau trong một niềm vui chung, người ta sẽ xóa đi được bao nhiêu vấn đề vướng mắc trong tâm tư. Có ra khỏi chính mình để chia vui sẽ buồn với người. Có ra khỏi chính mình để chỉ nghĩ đến những ưu tư phiền muộn của người. Có ra khỏi chính mình để lo lắng cho người, để giúp đỡ người, chúng ta mới làm vơi đi được nỗi cô đơn của mình và cũng giúp người bớt cô đơn. Cho thì có phúc hơn nhận lãnh. Càng trao ban, càng ra khỏi chính mình, chúng ta mới cảm thấy vơi nhẹ đi những ưu tư lo lắng của mình. Bài trích sách Lẽ Sống.